Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chào các bạn nhá. Ok. Cười rồi. Hôm nay mình sẽ làm một video chế tạo áo phao bằng chai nhựa. Với gì? Với và tải. Đúng. mình không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo nha mọi người. Mình sẽ đến công đoạn tiếp theo. Ok. Mình sẽ gấp đôi cái bao tải lại. Quay ngược lại. Cái điều này cứ thế nào? Mình gấp đôi cái tải lại. Mình sẽ cắt. Đây chính là cái lỗ để lỗ mà... để chui đầu ra nhá. Nhầm, không phải. Đây là cái cắt chỗ đây để đúc chai vào những người. Cái này. Cái kia. Đúc chai vào. Mình nhét xong rồi mình sẽ khô rồi nha mọi người. Còn đây là cái lỗ để đúc chui đầu vào để. Liệu nó có nổi không các bạn? Chắc chắn là sẽ không biết được. Nổi hay không nổi thì các bạn chờ xem nha. Xong nha mọi người, làm được một cái. Nhưng mà nhìn nó kiểu sắt vụn. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái mà không có tải cho mọi người. Để test hai cái luôn. Bây giờ mình sẽ làm cái thứ hai cho mọi người. Cái không cần tải. Mới chế xong cái thứ hai nha mọi người. Xong rồi nha các bạn nhé. Bây giờ mình với cháu mình sẽ đi test. Ok, sẽ ra ngoài suối test. Ok. Giờ mình sẽ test áo nha mọi người. Xong rồi các bạn nhé. Một giây rồi chuẩn bị xuống. Nước rất nhiều các bạn ạ. Nếu mà ai trẻ con không biết bơi thì đừng ra suối một mình nha. Phải có người lớn đi theo nha. Chị con á. Má là mẹ. Má em rằng là con gái như Ngọc nha. Và bây giờ mình cùng xuống nha. Ê, cười. Mời tất cả các bạn xuống cùng mình nha. Đây, bên này. Đấy. Nhảy tủm xuống bên này luôn, cho chết. Đâu? Đâu có đá đâu mà đâu. Nhưng mà nước,
Không được đâu, cái này không được đâu thật. Test phải có tâm tí. 1 2 3 Bơi ra ngoài thế nào, bơi ra ngoài nào. Không xiết đâu, ra ngoài đấy xong bơi ngược lại nha. Đẳng cấp chưa? Nhìn nó hơi đều một tí. Nhưng mà nổi được phải không? Rồi ok. Bây giờ cháu mình lên sẽ test cái thứ hai cho mọi người. Xong rồi nha các bạn nha. Bây giờ theo chân mình xuống suối. Test. Không, xuống suối là đi đưa điện thoại đấy. Nghiêm. Bây giờ mình test cái thứ hai cho mọi người. Nào, test nào. Trời. Ôi ôi. Hàng pha ke. Cái này nổi ác hơn. Cái này nổi. Cái kia nổi nổi hơn cái này á? Cái kia nổi hơn cái này à? Nổi nhiều hơn. Ồ, bây giờ mình cũng test luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ test áo nha mọi người. Đúng rồi. Cảm nhận khi test thế nào? Phê các bạn ạ. Phê. Nó nổi. Nó bật lại hơi đau bụng một tí. Nhưng mà nổi. Nổi ác. Mình xin phép kết thúc video ở đây. Mọi người xem video của mình thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Nhấn chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhé. Cảm ơn mọi người nha. Tạm biệt mọi người nhé. Hello. Bye.